Chào mọi người, dạo gần đây có nhiều người hay hỏi là da nữ dạo này sao mà sáng hơn trước với lại mềm mịn hơn trước. Thì hôm nay nữ quay cái video này để chia sẻ với mọi người về cái mỹ phẩm nữ đã dùng. Công việc của nữ thì thường hay phải ra nắng với tiếp xúc với lại ánh nắng mặt trời và nhiều bụi bẩn. Thì vì vậy cho nên da nữ rất là sạm và không có được mịn màng. Thì tình cờ trong một lần tham gia một cái hội thảo về mỹ phẩm thì nữ tình cờ biết được cái sản phẩm này. Sau khi đem cái mỹ phẩm từ cái hội thảo về dùng thử thì cảm thấy nó rất là hiệu quả. Da nữ đã sáng hơn trước và mềm mịn hơn rất là nhiều. Và sau đây nữ xin giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm đó chính là Glutawai. Đây là cái bìa của sản phẩm. Đây là tên của sản phẩm. Có loại Night Lotion là dùng cho ban đêm và CC Day Lotion là dành cho ban ngày. Bây giờ nữ xin thử cái loại dùng cho ban đêm để các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt. Đây, nữ sẽ xịt ra thử dùng cho các bạn xem thử nhé. Các bạn tán đều ra và vỗ nhẹ nhẹ như thế này. Đây là cái tay mà nữ sử dụng sản phẩm và đây là cái nữ chưa sử dụng. Bên này thì nó sẽ dưỡng ẩm hơn và cái màu nó sáng hơn một tông so với cái tay mà nữ chưa có sử dụng. Đây, cái tay bên này nữ đang sử dụng thì nó mềm hơn hẳn và nó cũng sáng hơn hẳn so với cái tay bên này. Còn đây là cái loại CC Makeup Body Day Lotion dành cho ban ngày. Mình sẽ thử vào tay bên này. Cái này thì nó như là một cái loại makeup cho body, sẽ làm cho da bạn trắng hơn và nó cũng đồng thời sẽ dưỡng ẩm. Này thì nữ đi sử dụng cái loại ban đêm và đây là CC lotion cho ban ngày, và cái này thì nó trắng hơn so với là cái dưỡng ban đêm vì ban đêm chỉ có chất dưỡng thôi. Đây, nếu các bạn muốn liên hệ để dùng thử, thì có thể inbox cho nữ để nữ sẽ gửi cái link trang web qua cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.